Số lượng bệnh nhân COVID-19 hiện vẫn đang tăng lên ở mức cao, vì vậy các đơn vị địa phương không lơ là chủ quan. Ngành y tế và các địa phương phải đảm bảo việc quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 14 tháng 2. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý tình hình dịch vẫn phức tạp, số ca chuyển nặng và tử vong tăng. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải theo sát tình hình, không lơ là, chủ quan. Về điều trị, thành phố sẽ tăng cường thêm các cơ sở y tế để đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân. Chúng ta sẽ mở thêm rất là nhiều các cái đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh để mà thu dung điều trị các cái trường hợp COVID với cái việc là các cái bệnh nhân bệnh kèm hoặc là COVID có bệnh kèm hoặc là bệnh kèm kèm theo COVID. Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau để cho chúng ta có một cái kế hoạch, một cái phương án trong cái vấn đề điều trị cho nó phù hợp. Ngành y tế cũng thống nhất một cái phương án về điều trị COVID. Về cái phương án này nó tổng thể luôn về điều trị ở các cơ sở y tế cũng như là điều trị F0 tại nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát F0 tại nhà, trong đó phối hợp và hỗ trợ ngành y tế kịp thời cập nhật thông tin bệnh nhân lên hệ thống để đảm bảo giám sát hiệu quả. Trung tâm Y tế các quận huyện lưu ý việc chỉ định dùng thuốc kháng virus cho bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Cái về việc điều trị thuốc, đây cũng là một vấn đề rất cấp bách. Thì đề nghị là các anh chị xem về cái điều trị thuốc. Và bãi trung tâm y tế quận huyện là các anh chị cũng tính. Tôi nói rằng là cái tính mạng của người dân là phải trên hết. Bất cứ một cái gì chúng ta khó khăn, chúng ta phải cố gắng tìm hết phương án để chúng ta giải quyết. Không bất cứ vì một cái việc mà rào cản về mặt thủ tục, rào cản về cái việc hồ sơ giấy tờ mà chúng ta bỏ đi cái cơ hội điều trị cho người bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để đảm bảo tất cả người dân được tiêm chủng, nhất là bảo vệ nhóm có nguy cơ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện cụ thể nhất để đảm bảo cho học sinh bậc tiểu học, mầm non đi học trực tiếp trở lại. Sở Du lịch chuẩn bị các phương án về phòng chống dịch tại các điểm đến khi du lịch quốc tế mở cửa trở lại.